Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Mở đầu tháng 3 là thông tin hàng loạt các bộ phim sẽ lên sóng. Bên cạnh các bộ phim được khán giả mong chờ ngày lên sóng thì bộ phim ngôn tình Không Thèm Yêu Đương Với Sếp với sự tham gia diễn chính của Tống Tổ Nhi và Hoàng Tử Thao bất ngờ ra thông báo lịch chiếu chỉ trước ngày lên sóng có một ngày. Không Thèm Yêu Đương Với Sếp chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phi Nhiên. Tống Tổ Nhi vào vai Tiền Duy, 28 tuổi, là trợ lý luật sư. Hoàng Tử Thao trong vai Lục Tuân, sếp của Tiền Duy, đồng thời cũng là người bạn học cũ của cô. Sau khi tốt nghiệp, Tiền Duy tình cờ trở thành cấp dưới của bạn học cũ Lục Tuân. Tuy có mối quan hệ cũ, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy Lục Tuân không niệm tình xưa nghĩa cũ, luôn lạnh lùng, gây khó dễ cho cô. Tất cả là vì cô đã xúc phạm anh khi còn đi học. Bên cạnh việc luôn than trời trách đất, Tiền Duy còn phải nghĩ kế sách lấy lòng Lục Tuân để thoát khỏi cảnh khổ sở ở công sở. Nhưng một lần tai nạn khiến cô bị hôn mê, Tiền Duy mơ thấy mình năm 19 tuổi và nhận ra thái độ của Lục Tuân đối với cô lúc đó có lẽ là sự quan tâm. Sau khi tỉnh dậy, Tiền Duy thay đổi cách nhìn nhận về mọi việc. Cô cố gắng chạm đến thế giới nội tâm của Lục Tuân, rồi nhận thấy Lục Tuân là con người chính trực, ấm áp, cũng dần cảm nhận được tình yêu mà Lục Tuân dành cho mình. Bộ phim ngôn tình Không Thèm Yêu Đương Với Sếp với sự tham gia diễn chính của Tống Tổ Nhi và Hoàng Tử Thao chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 10 tháng 3. Lịch chiếu cụ thể mỗi ngày phát sóng 2 tập vào 20 giờ theo giờ Trung Quốc, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên Tencent Video. Riêng ngày phát sóng đầu tiên chiếu lên 8 tập. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.